Nguyên Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh bãi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023, Nguyên Audio tiếp tục về một chiếc đầu băng cối để cho anh em sưu tầm âm thanh cổ. Đó là chiếc đầu băng cối Tech A6100 đến từ đất nước Nhật Bản. Và chiếc âm ly Samsung Lee Cyber cổ 7900Z. Chiếc âm ly này cũng được sản xuất tại đất nước Nhật Bản và xuất đi thị trường Mỹ, nên là nó sử dụng điện 120V với một cái size rất là lớn nhé, và công suất cũng rất là lớn, công suất 370W. Chiếc âm ly này thì rất là đẹp luôn. Chúng ta chơi nhạc cổ, nhạc xưa thì rất là hợp nhé. Đây ạ. Chiếc đầu băng cối Tech A6100 này thì hàng nội địa của Nhật Bản, nên là nó chạy điện 100V. Nó có thể chạy được hai loại băng, băng 7 inch và băng 10 inch nhé. Đây là Nguyên Audio đang test với băng to là băng 10 inch. Chiếc đầu này thì cũng rất là mới, về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng xuất sắc, zin nguyên bản. Đấy, mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo. Cả bộ đầy đủ về, có là xương băng và húp nhé, về kèm theo, và giá thì cũng rất là tốt. Giá của chiếc đầu băng cối này thì đang có giá là 23 triệu đồng là full đủ bộ này, full đủ bộ quý vị nhé. Và chiếc âm ly Samsung 7900Z này thì đang có giá 16.500.000, đẹp xuất sắc luôn, rất là hợp lý giá để cho anh em sưu tầm. Chiếc đầu băng cối Tech A6100 này thì nó là hai check quý vị nhé, hai check ạ. Hai check có đồng hồ vu vàng lắc theo độ nhạc rất là đẹp. Đấy, có nút để chúng ta thu đầy đủ nhé. Đây ạ, rất đẹp. Đầu từ các thứ là zin nguyên bản. Đây, rất đẹp. Đây. Trên này có cả hai check và bốn check đây ạ. Đây ạ. Rất là mới. Tất cả những cái hồi gỗ hai bên này thì chưa xước sẹo một chút nào. Và toàn bộ cái mặt phay nhôm ở đằng trước đây nhé, toàn bộ mặt phay nhôm trước thì chưa bị xước sát một chút nào luôn. Hàng được Nguyên Audio tuyển chọn rất là kỹ. Anh em về có loa thì chỉ việc ghép loa vào là chúng ta chơi thôi. Và chất âm thì rất là mộc mạc và rõ nét nhé. Nguyên Audio sẽ test cho quý vị nghe này. Cùng nhau thẩm âm chiếc đầu băng cối. Chiếc âm ly rất là đẹp. Đây ạ. Có radio AM FM tần sóng 108 này. Để cho chúng ta chỉnh cái equalizer lên nhé. Rất là đẹp đấy ạ. Là chỉnh
chỉnh cái đèn quắc của Equine. Xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.